Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu máy lọc nước Wilson VS188 để mình khui hộp ra luôn. Máy này công suất là 12W, lực đẩy của nó là lên tới 0.8m. Phụ kiện bên trong của nó khi chúng ta mua gồm có một cái hộp lọc, phụ kiện, dây và một cái motor. Đây cái motor của nó. Ok. Đây là những cái phụ kiện đi theo nó. Tiếp theo sau đây mình sẽ lắp ráp lại cho mọi người cùng xem. Thì cấu tạo bên trong của nó đơn giản lắm. Nó có một cái hộp bên trong. Cái hộp này nó sẽ có một cái lưới. Các bạn để ý giùm mình nha. Cái miếng lưới này á, mình phải lót ở dưới cùng này. Mục đích á, là đừng để cho cái bông gòn của mình nó bịt đi cái lỗ này. Thường mọi người sau khi lắp máy xong á, chạy một thời gian tự nhiên nước nó bị trào ngược ra khỏi cái hộp là đơn giản do cái phần bông lọc của mình nó đã bị bứt ngay cái lỗ. Vì vậy người ta mới làm cho mình một cái lưới này. Cái lưới này dùng để lót ở phía dưới cùng. Okay. Cái này là cái ống dẫn nước xuống hồ của mình. Cứ để đây thôi. Lưới lọc để phía trên. Ok. Lưới lọc để phía trên. Cái hồ cá mình đang sử dụng là kích thước 25 nha. Đối với cái máy lọc nước VS188 này đó, cái kích thước tối đa để sử dụng của nó là dành cho hồ 35cm. Nếu mà hồ lớn hơn á, nó sẽ không sử dụng được. Ok. Ở trong hộp nó sẽ có một cái hít kính giống vậy. Thì cái hít kính này mình dùng để lòn qua cái sợi dây màu xanh. Mục đích đó là để cố định ở trong cái hồ. Ngoài ra có một cái chụp cao su đen nhỏ này đó. Thì cái chụp cao su đen này đó mình dùng để bịt cái lỗ này lại. Máy này ngoài cái chức năng là lọc nước ra, nó có chức năng là lấy oxy từ phía trên bơm vào hồ cá. Thì đây là cái đoạn dây ống sẽ lấy cái oxy bơm vô hồ cá nha các bạn. Nó sẽ gắn ở bên hông của cái máy này. Mình rút cái cục cao su đen ngay đây ra. Gắn ở đây thôi. Xong. Các bạn để ý nha. Cái này sợi dây lấy oxy nó phải để phía trên mặt nước. Nói chung là cao hơn mặt nước là được. Khi mà muốn sử dụng cho hiệu quả, mình sẽ tháo cái nắp màu đen này ra. Để chi? Nó sẽ đẩy một luồng nước ra cộng với cái oxy mà nó lấy từ phía bên ngoài đi vào bên trong hồ cá. Nhưng thường thì mình ít xài cái oxy lắm, mình hay sử dụng máy oxy riêng không ạ. Ok, xong. Cái ống xanh xanh này mình một đầu là mình cắm vào máy, đầu còn lại mình sẽ cắm vào bên trong cái hộp lọc. Sau khi mọi người lắp ráp xong có thể cắm điện vào và sử dụng. Yêu cầu khi sử dụng đó, là cái máy của mình nó phải ngập ở trong nước nha các bạn. Ngập ở trong nước, các bạn đừng có lo điện giật, không có sao hết. Nhà sản xuất người ta đã tính toán hết rồi. Trừ trường hợp mà mình làm rơi máy
mà mình thấy máy bị nứt á, thì các bạn lưu ý những điều đó, thì chúng ta nên đi mua một cái máy mới về sử dụng, mình nên tận dụng lại. Em để mình mở nắp ra để cho các bạn xem. Đây là lực nước nó đang đẩy ra nè. Nếu một cái hồ cá nhỏ thì chúng ta sử dụng một cái máy VS188 như vậy sử dụng rất là hiệu quả. Nói chung là nó tương đối còn rất là mạnh nữa chứ không phải là yếu đâu. Rất hiệu quả luôn. Ok. Với các bạn á, muốn sử dụng cái máy này mà cung cấp oxy cho hồ cá, như ban đầu thay mình có hướng dẫn á, là có một cái nút cao su đen. Nhiệm vụ của mình là tháo nút cao su đen này ra thôi. Là các bạn có thể thấy rằng á, cái máy này lúc này đó, nó vừa hút nước, đồng thời nó vừa đẩy một lượng oxy vào trong hồ cá đó, các bạn thấy không? Một lượng oxy trong hồ cá, rất nhiều oxy luôn. Nhưng mà nó có một nhược điểm như vậy nha. Tại vì nó đẩy luồng nước ra kèm với oxy, nên thường á, nuôi những con cá nhỏ mà chúng ta sử dụng cái thiết bị này để lấy oxy á, trong hồ cá nhỏ, thường khiến cho các con cá nó hay bị gọi là bị đuối á, đuối nước. Nên thường mình ít khi nào sử dụng loại này đó. Mình cần sử dụng oxy, mình sẽ mua một cái máy oxy chuyên dụng, nó sẽ hiệu quả hơn. Đối với hồ cá rộng á, thì chúng ta có thể sử dụng như vậy đi. Vậy là xong. Máy lọc nước VS188 hợp lọc, máy lọc dành cho hồ 35 trở xuống.